Thưa bác còn đây các bán. Bởi tuyển thả bê tông khang trang rốn rai, diễn máu vùng nông thôn tôi thảy từng ngày. Cậy là thanh qua cua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tê có bởi tuyển thả giao thông thuấn lưới y là nhờ vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền để xứ chung sức đồng lòng vơ hạ nhân dân. Đặc biệt là sứ lan tỏa của phong trào hiện tất xây dựng nông thôn mới. Còn suốt 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện tất đã thả tập ở thành phong trào có ý nghĩa thiết thực để lan tỏa tỉnh từng quyền bền, từng khu dân cư, từng gia đình. Tuyển thả giao thông nông thôn khu bổn xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, án xây dựng hoàn thành tỷ báo sử dụng cuối tháng 7 năm 2022. Tuyển thả có chiều dài hơn 500 mét, tê, mặt thả rốn trung bình bơ bổn tỉnh 100 mét. Tê có tuyển thả rốn rai khang trang sạch đẹp như bị nỉ. Bên kén xứ nô lực của nhân nước là xứ tỏng cóp cua nhân dân. Đặc biệt, tê vô rốn tuyển thả táo thuân lưới cho việc đi lái. Ngoài quy tất của quyền bền, các hố dân sinh thổ han bên thả, ta tư nguyên hiện hàng trăm mét vùng tất tế là thả. Ông Đào Xuân Bình là một con phơ hố gia đình còn quyền ta đồng thuấn tham hà hiện tất, với mong hậu góp sức xây dựng khu dân cử ngày càng giàu đẹp. Đất là rất quý, thế nhưng mà với công trình mà xây dựng tất công hay trình công rất cộng, quỷ mày nếu bản thân chúng là tôi là công từ trước trình đến giờ công nếu bất cống kể vì xây lợi dựng ích công của trình nhân công cộng dân nào hay mà ho phải đấy bác hiến đất, còn ơn là đi gia đình rất chúng đồng tôi tình cũng như ủng là bà hộ con xã viên ở vì đây là đều tề sẵn sàng nhất hiến chỉ để tham làm, hà kể hiện cả tất nhiều là ít, con có thả những đi nhà rất hiến từ là hố dần hiện mấy tất chục mét như vuông nhà đấy, họ nhưng nhà ơn tôi đi nguyên cái cũng khoảnh hiện khuỷu han như ba là chục mét hai vùng ba tất. chục mét vuông. Dự kiện chưa đầu chờ nâng cấp tuyển thả nhân nước hố chưa xây dựng 4 cam mét, tuy nhiên khu dân cư tấp vấn đống nhân dần tọng cóp thêm tê cỏ ản còn thả dài 5 cam mét vuông, đồng thời vấn đống các hố gia đình hiện tất tê vơ rốn tuyển thả so với mặt thả cu nhấn rô ản cải lưới cua nhân dần còn khu nhảy cũng đồng thuấn đến nhiệt tình thảm hà dù hiến tái tất 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 vàng mây nhảy cũng tê vùi ve hiện tất chim mong lấp bò chỗ có con thả rốn rai thì lái thuấn lưới dễ dàng. Đường đây thì tôi ủng hộ, đây tôi ủng hộ, đường đi Thả xuống đi ăn kia thì tôi họ ủng hộ hết. cũng hiện Vì đây là tất của hợp nghi tác xã, là của đây hợp tác để xã lấy hà lấy tê ra là thì được, thả, có chẳng gì có đâu, chi ca không bọn có họ gì rất phản thoải nào nữa, mái. rất phấn Cước khởi, đi con trước thả đường đi tôi rất ra gì, nho, nhưng bỏ có đây, chủ trương coi của như nhân mỗi một nước, khẩu quyền được 200 bền triệu ủng hiến, hố hàng cầm ra 10.000, thế còn nhà còn nước lái cho xi xi măng, măng nhân thế nước hỗ trợ, tôi bọn họ làm là được ản xong con còn đường thả này, mới chúng rất là tôi phấn rất phấn khởi. khởi. Khi có chủ trương, nhà nước và nhân dân cùng làm mở rộng tuyến đường giao Có thông chủ nông thôn, trương nhân nước với thì nhân là khu dân chúng cùng tôi là là cũng vận chờ động vô nhân rốn dân, tuyển bà thả con đi. nhân dân Khu có những dân cư tấp khu đất vấn đống gần nhân chỗ dọc dân đường hàn bền là thả. cũng Lô là nó cần vô sẵn rốn sàng để cần tự nhân nguyện dân để hiện hiến đất tất cho hay nhân bà dân, con ta trong khi nhiệt đó là tình cũng thảm phối hà. kết hợp một Phối phần hợp đất với của quy Ủy tất ban nhân dân của cũng tạo điều huy kiện cho bản khu để mở rộng táo con đường thuần ra, lưới tê bọn rộng họ vô rốn còn thả đi để ản nhân khang dân đi lại trang. cho thuận lợi. Còn lộ trình về đích nông thôn mới nồng cao để xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu xa Xuân Huy xác định nâng cấp vơ rốn các tuyến thả giao thông nông thôn là mỗi công với nhiệm vụ mà quyền bển cần là còn năm 2022 để bởi năm tiếp theo riêng còn năm 2022 xa Xuân Huy án huyến phê duyệt triển khai nâng cấp hơn 3 km thả giao thông có nghi có 7 km thả thuộc khu mỗi do nhân nước hỗ trợ ngân sách, còn lại là nhân nước để nhân dân cùng là. Tuy nhiên, dù là tuyển thả do nhân nước hay xứ trùng thầy của nhân nước để nhân dân hay mắc cắm phân cắm diện tích tất vơ rốn, đều do nhân dân tứ nguyên hiện tất. Với cái tinh thần là ý đảng lòng dân thì là Với nói tinh chung là thần các ý cái đang hộ lập gia đình dần, chiến sông mà các có hố đất gia là cũng đình rất mà là có phấn tất khởi cũng và rất cũng đã là tự phấn nguyện khởi, hiến đất cũng cho ta tư làng nguyên để tham hà làm được hiện có tất những cái con đường do hôm nay sạch làng đẹp như thế tê này, hàng này nhìn có thấy con thả những đẹp cái như con bị đường như nỉ. thế này là Ngõ bà rô con còn phấn thả khởi đẹp rồi, với như cái bị công nỉ sức và còn cái rất phấn tiền của khởi bà con vì nhân cũng dân đóng sức góp và của ủng mình hộ, bao nhìn hà thấy rất những cái xứng hiệu quả đáng. như thế này là bà con rất phấn khởi. Khi có chủ trương và kế hoạch được phê duyệt của Ủy ban dân huyện về công tác làm đường Chưa giao có thông kinh kế doanh hoạch nông thôn về án thì phê duyệt Đảng của Ủy ủy, ban Hội nhân đồng dân, dân Ủy huyện ban về dân việc xã là đã thả chỉ giao thông đạo nông thôn. khu dân Đang cư, Ủy nhất ban là nhân đối dân với xã các tuyên chỗ truyền vận vị động nhân trí dân đường hiện tất là hẹp thả thì để tôi cũng án đề nghị nhân bà con dân nhân đồng dân tình là ủng hộ hiến tán đất với làm vị đường trí và có thả công đẹp tác tuyên cần truyền vô vận động rốn thì bà đối con với nhân dân nhân ta dân đồng trên thuấn địa về bàn, hiện tất đặc biệt là các tổng khu cóp
tọng cóp lát hạ tê cỏ phơi còn thả rố sạch đẹp sạch xe thuận lợi cho việc tí lái đảm bảo an toàn giao thông. Ủng hộ về cái nội dung là làm đường nó đảm bảo cho cái mặt đường nó rộng rãi đi lại cho đảm bảo cái phương tiện tham gia giao thông. Xa Xuân Thuy là một con phơi quyền bệnh về đích nông thôn mới thợm khu huyến Yển Lập. Ẩn tướng cho tỉnh Xuân Thuy kể y là con thả giao thông nông thôn khang trang rốn rai rất sạch đẹp. Kể y là thanh qua cua xứ trùng thầy cóp sức đông thuấn cua nhân dân, con phong trao hiện tất lát hạ xây dựng nông thôn mới. Vị như tuyện thả nông thôn đi, cho cỏ chu trường lát hạ, vợ xứ vấn đóng của khu dân cư, chính quyền quyền bệnh, ba con nhân dân còn quên ta tứ nguyên hiện hàng trăm mét vuông tất tê vơ rốn thả. Riêng ở cái khu ba chúng tôi ấy, không ai đòi hỏi về cái gì hết. Đến riêng ở khu bà bón hò chẳng phần nghe nào tôi gia đình nào hết. Cái là tỉnh địa phấn nọ gia đình nọ là bấu hiện luôn cọ nhà tập bảy mươi tỉnh thảm mươi mét tương rào ni tê hiện tất lát hạ nhà họ cũng tập tương tí tê để làm là còn hạ ni thì bây giờ thành con đường rồi phải nói chúng tôi rất đẹp. Bây giờ họ cháu con đi tha rồi thì kềnh còn thả đi rất là phật chơi. Không có gì mà hỏng hóc cả. Thế bây giờ chúng tôi tuổi già rồi đi trên con đường này thấy nó sướng quá. Tỉnh này xa Xuân Thuy ta có khoảng 70 phân cắm các tuyển thả án bê tông hòa. Các tuyển thả nông thôn tèo cỏ chiêu rốn mặt thả vơ bụn tỉnh 5 mét. Rê cỏ bơi xứ tổng cóp tứ nguyến của bác con nhân dân ở con quên dân cư, vợi mong hậu táo hà thả tì khang tràng thuấn lới nhất. Bơi con thả mợi vơ hà chẳng chi giúp cho việc tỉ lái, giao lưu cho tôi hăng họa dễ dàng mà táo điều kiến thuấn lới cho bác con phát triển kinh tế nồng cao tươi thổ. Vận động người dân hiến đất làm cái tuyến đường bê tông này. Trong quá trình vấn đống người dân hiện tất hay còn quá trình lát hạ tổ chức tuyên truyền vấn đống bà con nhân dân rất đông tình ủng hộ, kể cả còn quá trình thi công hay tuyển thả án thi công xong bọn họ cũng tổ chức tuyên truyền vấn đống nhân dân mùng hòa hàn bền cho đã đẹp thả. Cộng đồng dân cư rất phấn khởi vì cỏ thả quang đẹp tí lái thoảng thuận tiện cho công tác phát triển sản xuất, đường sạch sẽ đi lại thông thoáng. Thế rồi là nó thuận tiện cho công tác phát triển sản xuất. Diện tích đất thu hồi của dân là cũng rất là lớn, thế nhưng mà khi công tác vận động của quần chúng đối với diện tích đất thu hồi của tất là rất to, vấn đống nhân dân hay cho ti tỉnh nò công trình thả vào đất của nhân dân hay tiêu bà con nhân dân ủng hộ nhiệt tình thảo rơ các công trình ra hiện tất tê vơ rốn thả giao thông cho các đơn vị thi công thực hiện xây dựng con đường. Con đi là tuyển thả liên quên nộn dài pơ thả huyến lố ba ba hàn gơ tì bào trái tám giam xa liền hòa huyến phụ nình rê nộn vợi thả âu cơ mời thực hiện tiêu chí thả giao thông con xây dựng nông thôn mời năm 2021. Chính quyền quên bền cỏ chu trường nòng cấp tuyển thả đi với chiều dài 1,2 km. Quá trình triển khai tác nhân ạt sứ ủng hộ của nhân dân tham hà hiện kênh 3,000 m² tất thổ cư tất vườn của hơn 30 hộ dân gia đình. Gia đình ông Hà Đức Thó làm hội cống quê hố gia đình ta hiện 3,000 m² tất vườn, tê vơ rốn tì vợi mong hậu có phần bằng lái sứ ôn đính tôi thầy của quyền bệnh. Khi mà bắt đầu có chủ trương làm đường thì bà con xã rồi là bà con khu bắt đầu có chu trường là thả khu dân cư các vấn đống tuyên truyền tệ nhân dân ban hòn hò là đang viền rô chu trường là thả rất đụng tê là thả bón hò cũng ta ban bạc bởi dù còn gia đình ta thượng nhất hiện tất táo điều kiến cho tiện thả thi công còn thời gian thượng nhất con thả án hoàn thành và còn rất phận khơi con thả lộ tiếp với hành lang thả ấu cơ xe vơ hạt chiên bóng phát triển kinh tế xã hội đội vợi xa liền hòa cũng như huyện Phú Ninh mới về kinh tế xã hội của trong địa phương Liên Hòa cũng như huyện Phú Ninh. Về các tuyến đường thì cũng đã
vận động nhân về các tuyển thả, cũng tập vấn đấu nhân dân tham hạ ủng hộ hiện tất, d các tài sản kiện tất tế lát thả, mô hoa han tuyển thả, t nhân dân vào cuộc, hay vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền quyền bền phải ản phát huy với nhân dân hiệu ản đồng hành với quyền bền để về đích nông thôn mới, đồng hành với địa phương để thực hiện về đích nông thôn mới. Thực tiên xây dựng nông thôn mới ở các quyền bền ta trò rô, phong trào hiện tất lát hạ giao thông nông thôn, các công trình hạ tầng, thèn sốt ta có sức lan tỏa rộng khắp, để nhấn ảnh sự ủng hộ thóm cua nhân dân ở các quyền bền kênh quyền bền tinh. Với kết quả này là sứ trùng sức đau lòng, thưa ý đang lòng dần, để cũng là nguồn lực quan trọng để từ các miền quê ngày mà phát triển để trở thành bởi miền quê đảng thổ để thời đẹp.